chuyện như vậy đó, nó giúp rất là nhiều người mà hi hổ cũng như những đại lý ở đây ở có mặt ngày hôm nay cũng là người tiếp sức để đặt nó. Lần nữa rất là cảm ơn nhiều hơn nha. Rồi em ơi, xin phép nói nha anh nha. Ơi nhạc lớn.